Chào cả nhà nhé, em ở kênh Hoa Lan Bảo Quyên. Hôm nay em lên phiên chợ ngày 11 tháng 12 năm 2022. Video của em thì được phát vào lúc 7 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Phong Lan Rừng. Cả nhà vào xem video thì cho em xin một like và một lượt chia sẻ video nha. Số điện thoại chốt đơn của em vẫn là 0967999669, cũng là số Zalo nha cả nhà. Hôm nay em sẽ lên giới thiệu với cả nhà những cái mặt hoa hàng Tết thôi cả nhà. Kiều nè nhà cây cả nhà, kiều chậu này nở rồi. Đó, hoa kiều nhà em là kiều vuông nhà em là như thế này, là dạng này nha cả nhà, màu hoa này rất là đẹp luôn. Đó, một chậu này là chậu nhỏ cả nhà, chậu này thì em bán 200k. Còn những cái thân này thì đang sưng nụ nha cả nhà, đang sưng nè. Những cái thân già già như thế này là toàn là thân tơ thôi nha cả nhà, toàn là thân tơ thôi, 200k một chậu. Chậu nhỏ như thế này là 200, thân tơ nha cả nhà, thân tơ. Và những cái này thì vẫn đang làm hoa để cho cả nhà mình kịp Tết, kịp chơi Tết luôn nha. Đang sưng hết, những cái thân này là đang làm hoa, những cái thân già già này rồi cả nhà nha. Đó, mặt hoa thì như thế này, cây này là nở rồi. Mà trồng trong những cái chậu rất là đẹp nha cả nhà, trồng hoàn toàn bộ là trong cái chậu nhựa như thế này. Một chậu như thế này là em bán 200k nha cả nhà, 200k cho một chậu rất là đẹp. Có loại lớn hơn thì 350 nha cả nhà. Để em lấy cái loại lớn nha cả nhà. Đây, cái chậu nó lớn hơn này cả nhà, cái chậu nó lớn hơn thì thân nó sẽ nhiều, thân tơ nó sẽ nhiều hơn nha cả nhà. Đó, toàn bộ là đang sưng mắt hoa này, những cái thân này là đang sưng này. Đã, nói chung là đã, bữa nay là làm hoa Tết rồi nha cả nhà, mà chuẩn bị hoa Tết. Một chậu to như thế này thì rất là nhiều thân tơ, một chậu như thế này thì 350, còn cái chậu nhỏ hơn thì 200. Bác nào thích loại nào thì báo em, hoa thì mặt hoa đấy, hoa kiều vuông nha cả nhà, rất là đẹp luôn, mặt hoa trắng vàng rất là rực rỡ. Một chậu này là chậu lớn 350k. Các bác nào mua hai chậu thì em sẽ bao ship bất kể nha. Hôm nay em có kiều này, kim điệp và cả hoàng lạc nữa cả nhà, cả hồ điệp nữa. Đó, 350 chậu lớn và 200 chậu nhỏ. Kim điệp đây cả nhà, kim điệp nè, kim điệp một cái chậu rất là to nha. Đó, kim điệp, kim điệp cái màu hoa nó cũng vàng, màu vàng rực rỡ nha cả nhà, màu vàng không mà cái mùi hoa của kim điệp này nó rất là thơm, mùi của nó rất là thơm nha. Hiện tại thì nhà em trước là làm một thân thôi, làm hoa một thân thôi, thì bây giờ nó đã nứt lên này cả nhà, nó đã nứt hoa thì bắt đầu là bây giờ là đã đang làm những cái thân như thế này. Nói chung là gửi đi cả nhà mình thì nó đã có, nhà em đã làm hoa rồi, thì tới lúc về thì nó sẽ nở vào dịp Tết cho nhà mình nha. Một chậu kim điệp như thế này là 180.000 nha cả nhà, rất là nhiều thân. Kim điệp này cái giống của nó rất là đẹp mà thơm nữa nha cả nhà, hoa thơm. Kim điệp là 180. Kim điệp kim điệp 150 thôi cả nhà nha. Kim điệp 150 rất là đẹp luôn. Thân đã có hoa nha. Một thân đã lên hoa nè. Đó, còn lại những thân này thì đang bắt đầu sưng. Đang mới vừa làm thì nó bắt đầu nó sẽ có hoa. Toàn bộ là thân tơ thôi cả nhà nha, rất là nhiều thân tơ. Một chậu như thế này nha cả nhà, chậu cũng là chậu nhựa, nhưng mà nhựa này là nhựa đẹp nha cả nhà, chứ không phải chậu nhựa đen kia đâu. Cái này về mà trong cũng những trong cái chậu to nha cả nhà, chậu này 20 rồi. Thì về cả nhà mình cứ để như thế này thôi. Nhà em trồng là phân yến và phân trì. Đó, rất là tốt cho cây luôn. Một chậu này là 150 kim điệp xuân nha cả nhà, hoa rất là đẹp và thơm. Cứ chậu nào cũng là 150k. Các bác cứ gộp đơn một chậu kim điệp hoặc là một chậu kiều với lại một chậu hoàng lạc thì nhà em sẽ bao ship hết. Nói chung là cứ hai chậu trở lên em sẽ bao ship bất kể loại nào. Đó, một cây như thế này, cây này nụ đây. Một thân nó đang ra cái này tới ba cái vòi hoa luôn cả nhà này. Đó, ba vòi hoa nha, rất là nhiều thân tơ, chậu rất là đẹp nha cả nhà. Nói chung là nhà em cứ trồng một cây là một bụi là ba khóm, thì một khóm thì thường nó sẽ lên ba cây hoặc là bốn cây. Cứ bụi nào cũng là ba khóm nha cả nhà. Như cái này nó đang còn lên cây con này cả nhà, đó nó đang nứt cây con nữa nha. Hoa kim điệp thì rất là đẹp và thơm nha cả nhà. Kim điệp này hoa thơm, hoa Tết, màu vàng
luôn. Tiếp theo là cái hoàng lạc đây này cả nhà. À cái kiều, ngoài ra nhà em vẫn có cái kiều này này cả nhà. Đó cũng là kiều trắng vàng. Một chậu như thế này thì cũng bán 200k. Đó, chậu này thì nó đang lên thân tơ nha cả nhà, nó vẫn có thân tơ và thân già. Những cái thân già thì nó cũng đang sưng mắt nha cả nhà nha. Đó, nó đều đang sưng mắt nụ hết. Một chậu như thế này, chậu nhỏ như thế này là 200. Đó, chậu như thế này này cả nhà, một chậu như thế này là 200k. Hoa nha cả nhà, đang nói chung là một thân thì sẽ ra hoa. Hoa lên một vòi nó tới ba cái vòi hoa, nhưng mà em nghĩ cả nhà mình nên ngắt bớt đi, để lại một hoặc hai cái thôi. Như nhà em để một cây của nó mà lên tới ba cái vòi thì nó sẽ không nuôi đủ, thì cái hoa mình nó sẽ không to. Hoa nó cũng rất là sai nè cả nhà, hoa dày nhưng mà cái cánh hoa, cái bông nó sẽ được không được to, vì nó nuôi và tập trung nuôi nhiều quá cả nhà, nó không đủ chắc đâu. Một thân mà tới ba cái vòi hoa như thế này, hoa rất là đẹp luôn cả nhà nha. Đó, hoa này là vừa mới hé. Một chậu như thế này là 200. Chậu này cũng 200 mà cái chậu kia cũng 200 nha cả nhà. Đó, cái này nó vẫn đang lên thân nha cả nhà. Nó vẫn lên thân tơ này. Nó vẫn nứt thân tơ nha, mà thân đây cũng có thân tơ nhiều nha. Những cái thân tơ thì toàn bộ là đang sưng mắt hết. Sẽ có hoa Tết nha cả nhà. Những cái hàng này là hàng hoa Tết, 200.000 một chậu cho cả nhà mình. Cái chậu này nó cũng lên rất là nhiều. Cứ một chậu thì hai khóm hoặc là ba khóm, ba góc. Đó, chậu này 200 thì rất là đẹp đúng không ạ? Chậu này tới hai cây luôn cả nhà, hai cây đang lên vòi hoa. Chắc đợt này phải tỉa bớt hoa đi cả nhà nhỉ. À, các bác thấy như thế nào? Nên tỉa bớt đi đúng không ạ? Tỉa bớt đi để nó tập trung nuôi vào một hoặc hai vòi thôi, chứ để nhiều quá thì để ngắt luôn cái nụ này đi. Nó nuôi nhiều quá thì nó không đạt cái bông. Thực sự là nhìn nó không to. Đó, 200.000 một chậu như thế này rất là đẹp nha cả nhà. À, cứ loại 200, loại 300, bác nào thích loại nào thì báo em. Như cái hoàng lạc này cả nhà, hoàng lạc thì cũng đang ra hoa. Cây này ra hoa tương đối vừa sớm này. Cái vòi nó đã ra hay là này cả nhà. Cái vòi này, hoa hoàng lạc nha, hoa hoàng lạc nó rất là vàng. Màu vàng rực rỡ luôn cả nhà. Cái hoa kim điệp nó còn hơi xanh xanh. Thực sự là như thế. À, còn cái hoa hoàng lạp này thì nó vàng luôn, rất là đẹp. Đó, những cái này là nó cũng đang sưng mắt này cả nhà. Nó đang sưng nụ nha. Đó, về bữa nay là chuẩn bị Tết, là kịp Tết luôn cả nhà nha. Những cái thân này nó đang sưng hết. Đó, cái cây nó mà nó lên kỳ luôn cả nhà, nó lên hoa mà mình kiểu như mình tưới á cả nhà thì nó sẽ lên kỳ luôn. Đó, cái dòng này thì mình nên nó hoa, nói chung cây gì mà lên hoa nó nứt hoa thì mình cũng hạn chế tưới nha cả nhà, chứ không mình tưới nhiều thì nó sẽ ra kỳ chứ nó không lên hoa nữa. Đó, cây này là 200.000 một cây nha cả nhà, 200k một chậu, rất là to và đẹp luôn cả nhà nha. Đây là hoàng lạc hoa vàng rất là đẹp. Một chậu này là 200.000. Một chậu, cái này thì nó mới nứt được mỗi cái chậu đó là nó lên cái vòi dài cả nhà, còn những cái chậu sau thì nó chỉ có nứt lên như thế này thôi, nó nứt như cái thân này này, còn những cái thân này thì nó đang sưng. Nói chung những cái thân tơ thì nó đang sưng nụ ấy cả nhà, nó đang sưng thôi, thì về là kịp Tết cho cả nhà mình luôn. Một chậu như thế này thì em vẫn bán 200.000, các bác cứ dồn đơn hoặc là một chậu thì các bác chịu khó trả ship giùm em là 35.000 tiền ship. Còn cả nhà mình cứ dồn 2-3 loại thì em sẽ bao ship nha cả nhà. Và cũng là hồ điệp nha cả nhà. Hồ điệp vẫn còn, hồ điệp lá biêu, lá phát tài. Ôi, cái cây này nó lên tới 5 cái vòi luôn cả nhà, 5 cái vòi. Nhưng mà em nghĩ chắc cũng cắt bớt đi 4 cái vòi này nè. Còn một vòi này thì chắc là cắt đi thôi, chứ để nhiều quá nó cũng không tốt. Đó, một cây, một chậu như thế này. Một chậu này là em bán 3 cây là 200k nha cả nhà, cực kỳ rẻ luôn. Hồ điệp lá biên, lá phát tài, về cả nhà mình chơi. Cái này toàn 5 vòi không cả nhà. Cái này toàn 5 vòi không à. Đó, 5 vòi không nha. Bắt cái cây này toàn 5 vòi. Cây nào cũng 5 vòi hoa, rất là đẹp luôn cả nhà nha. Đó, nụ thì đang lên 200k, quá rẻ luôn, em đã bao ship nữa rồi. Các bác chỉ có tốn 200.000 thôi, em đã bao ship cho một cây, một chậu như này. Về cả nhà mình ghép vào trong một cái chậu đất á cả nhà,
rất là đẹp luôn, rất là rực rỡ, chơi hoa và chơi cả lá nha cả nhà, lá phát tài. Em bán 200.000 ba cây như thế này. Bác nào thích loại nào thì điện thoại chốt đơn cho em theo số điện thoại là 0967 999 669, cũng là số Zalo nha cả nhà. Em chào cả nhà và cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ ạ.